Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn nữa vì dự báo trong hôm nay và 2 ngày tới sẽ là cao điểm của đợt nắng này. Cụ thể là do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây, trong hôm nay Bắc Bộ sẽ có nắng từ sớm, trên nền nhiệt độ đêm và sáng cao sẵn thì nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ tăng lên rất nhanh, dao động từ 35-37 độ. Riêng đối với các nơi như Sư Mường La, Yên Châu Sơn La, Lạc Sơn của Hòa Bình sẽ có mức nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 38 thậm chí tới 40 độ. Khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay cũng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3 tháng 6. Từ ngày 4 tháng 6, khi một rãnh áp thấp từ Trung Quốc di chuyển xuống, kết hợp với hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ mới xuất hiện mưa rông trên diện rộng, nắng nóng theo đó tạm thời chấm dứt. Với miền Trung, nắng nóng đã kéo dài 3 ngày liên tiếp và sang tới ngày hôm nay, dự báo nó sẽ còn gay gắt hơn khi áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn đang hoạt động ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vùng nóng vẫn tập trung chính ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số nơi có khả năng trên 40 độ, như tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đông Hà, Quảng Trị, Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11-18 giờ. Khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũng cận mức nắng nóng là từ 34-35 độ. Trong khi đó thì ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, sau chuỗi những ngày mưa dông diện rộng, thì gió mùa Tây Nam đã không còn hoạt động mạnh nữa. Những cơn mưa rào và dông chỉ còn xảy ra lác đác một vài nơi về chiều tối. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vì thế cũng sẽ ở mức cao, từ 32-34 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng 35-36 độ sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 33-34 độ. Trên biển, hôm qua áp thấp đang hoạt động trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc, 132,3 độ Kinh Đông, cách miền Nam Philippines khoảng 700 km. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão, với tên quốc tế là Choiwan. Đến 5 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc, 131,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc tiếp tục mạnh thêm. Đến 5 giờ ngày 2 tháng 6, vị trí tâm bão vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 350 km. Theo dự báo của chúng tôi, do đây mới là đầu mùa bão, vì vậy bão Chowan ít có khả năng đổ bộ vào Philippines và tiến vào Biển Đông, mà sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu và tan dần trên biển. Tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 tới 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 tới 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.